Nè, nói nghe nè. Hôm nay Dịch Thảo ăn cơm cháy mỡ hành với sườn cốt lết heo nướng. Cùng xem và cùng thèm ăn với Dịch Thảo ngày hôm nay nha. Mấy cái miếng sườn heo này được ướp xong rồi, mình đúng ra là phải nướng ở trên cái lò nướng đó, cái grill. Hay là chiên trong chảo. Nhưng mà tại vì mình muốn nướng tại đây cho các bạn xem luôn, cho nên giả chiến vậy thôi. Dạ, cái miếng này gần chín ăn được đó, mình ăn miếng này trước nè. Cái này là cơm cháy nha, ui cha, cơm cháy nguyên về nó nóng nó dính như này. Mình có mỡ hành, để trét mỡ hành lên. Ui cha, trong này có đầu hành lá, có hành lá, và khi mà nói mỡ hành thì thường thường chỉ làm hành lá thôi, rồi mình dầu hay mỡ mình phi lên cho nó thơm. Nhưng mà đã nói hành thì đâu có ai cấm cản mình làm hành tím phải không nè, cho nên có chút hành tím vô cho nó thơm nữa. Ui chà, thành ra trong này xanh xanh có hơi tím tím nhẹ. Và khi coi để lỡ nó khét quên. Đây. Nó hơi cong, mình phải cắt cái rìa nó ra. Tại vì cái rìa này là mỡ nè, nó cứng nè. Nó làm cho cái miếng thịt bị cong. Dập. Này đứng làm dễ ngồi làm khó quá. Rồi tại đại khái vậy. Ok, thì trong cái mỡ hành đó, mình để mỡ hay để dầu vô, để chút xíu muối vô, làm mỡ hành bao giờ nó quay mặn nhẹ nhẹ chút xíu. Ok, mình có thể ăn liền một miếng này cũng được, đâu có cần thịt đâu. Cơm cháy mỡ hành chan xì dầu lên. Ú chà, có xì dầu. Xong rồi, bữa ăn xong rồi. Trời ơi, nó béo trong miệng. Ngon quá. Cơm cháy mỡ hành, quá ngon. Xong luôn, ngon quá. Đủ rồi các bạn, cơm cháy mỡ hành ăn được rồi. Đây là chuyện bên lề với Việt Thảo. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hơi đậm màu à. Ăn trước miếng này nha, ăn trước miếng này nha. Để mới hành quang bên này. Ngon quá. Nghe mùi xả liền. Nghe có mùi xả liền. Ôi cha, thơm quá, thơm quá. Cho nó vàng thêm chút xíu nữa. Ôi cha. Ngon quá. Đương nhiên là nướng dã chiến như thế này nó không có ngon bằng mình nướng lửa than hay là nướng trên cái grill đàng hoàng, nhưng mà ăn được, ăn được. Ngon quá nè, trời ơi. Cơm cháy là bẻ lên cầm tay. Rất là ngon.
Cái này mà lửa than cháy xèo xèo lên đó, bùng khói lên, miếng thịt nó vàng lùm bên ngoài, tuôn mỡ chảy mỡ ra nó mới đã. Bóc ăn luôn cho nó được, cho nó ngon. Quá ngon. Cái chỗ này nó bị cắt chút xíu, nó mới nằm sát xuống nó mới chín được. Ngon quá. Các bạn thấy nó khét không? Cái đồ nướng này nó bị khét là điều đó cho thấy là trong này đó, cái ngọt của nó, một là mình để mật, hai là để đường. Cho nên khi chiên lên nó sẽ bị khét cái chảo. Cái này giống như chiên này, nhưng mà nướng lại loại nướng mà có cái chảo. Còn nếu mà nướng trên lửa thì mình không có bị khét, tại vì cái ngọt đó nó nhiễu xuống rồi. Nhìn nướng miếng thịt là mình biết trong đó nó ướp có gì luôn nữa. Rồi, ngon quá rồi. Bớt lửa nhà đó. Nướng thêm miếng nữa nha. Này, để quên này. Nè, cái này nó khét rồi nè, thấy không? Lý do là tại vì trong này nó có đường với lại có mật ong. Đây, chơi miếng mới lên. Cái miếng này bảo đảm hồi nó hơi bị đen đen chút. Rồi, ăn tiếp, ăn tiếp. Ôi chà, ngon quá. Xin lỗi nha. Nó vừa ăn luôn rồi. Mình không cần phải chấm xì dầu hay chan xì dầu, nhưng mà ai muốn ăn có hương vị đậm đà của xì dầu, mình có thể ăn thêm được. Ngon quá. Cái ngon cái mỡ đóng kế bên miếng sườn. Hết miếng rồi. Ăn miếng nữa nha. Miếng này đi. Ui cha, nóng. Đã. Ui cha. À, bỏ vô đây luôn, bỏ ở đây luôn. Ok. Ngon quá. Cắt cái gì này chút. Để cho nó đừng dảnh lên. Cùng ăn và cùng thèm với Thảo bữa nay nha. Ngon quá. Ngon. Cái sườn này đó đúng ra là làm để ăn cơm tấm nè. Ngốn vậy đó mới đã.
Ngon quá, ngon. Bạn thấy miếng sườn á, cắt mỏng, không phải dày. Mỏng mà nướng á, nó mau chín hơn, thơm hơn. Với lại khi mình ướp á, nó thấm hơn. Ăn tiếp, ăn tiếp. Cái này là ngay cái sườn nè. Ngon quá. Cơm cháy. Ồ, để ngồi nó muốn khét à? Là tại vì ở dưới này nó cháy à? Các bạn thấy hôm nay mình ăn sườn nướng, sườn cốt lết, ăn cơm cháy, ăn cơm thường mà không có một miếng dưa leo, không có đồ chua. Đúng là cái này ha, làm một dĩa cơm, cơm tấm cũng được, cơm thường cũng được. Có dưa chua, cà rốt, củ cải trắng, mình ngâm nó chua ra. Rồi có dưa leo, có cà chua, có chả, có bì. Mình sẽ làm một dĩa cơm bì sườn chả, thịt nướng. Đó, cái dạng đó của cơm tấm là mình ăn như thế này được. Nhưng mà xin lỗi, tại vì tình hình hiện giờ Dược Thảo chưa ra ngoài được, vẫn còn cách ly, chưa có đi ra ngoài. Bữa nay tình hình thay đổi nhiều, cho nên ở trong nhà có gì làm cái đó. Còn thịt nướng được thì mình ăn tiếp. Đây nè, ui chà. Ăn miếng nữa đi. Rồi, chỉ có vậy thôi nha các bạn. Như vậy là xong cái bữa ăn. Cơm cháy, sườn nướng, sườn cốt lết nướng. Ui chà. Còn cách ướp sườn thì ở đâu cũng có, ai cũng biết. Một chút á, nếu các bạn mà quẩn quẩn ở lại thì Dịch Thảo hướng dẫn cái cách của Dịch Thảo làm, nghe không? Ui cha ơi, ngon quá. Không chảy. Quá mồ hôi. Ngon các bạn. Như vậy thì coi như bữa ăn của Dược Thảo là như vậy là xong. Chỉ có vậy thôi. Mình ăn cơm cháy với sườn heo là sườn cốt lết. Mình nướng lên. Vậy thôi nha. Còn cái cơm cháy này thì Dược Thảo làm mỡ hành thêm bữa nay. Còn cơm cháy thì cách làm cơm thì có nói rồi.
Như vậy nha các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Cái phần sau là phần dịch thảo tâm tình, nói chuyện chơi cho nó vui. Với các bạn nào có thời gian nhiều, ở lại xem tiếp, với lại muốn nghe coi cái cách úp thịt của dịch thảo như thế nào. Nha. Rồi, chúc các bạn có bữa ăn ngon. Thank you. I love you. Ngon quá. Không có thành chín chưa? Chín đều hết, ngon quá. Tắt lửa. Ok. Cái miếng sườn cốc lết á, dày mỏng cái đó không quan trọng. Dày mình muốn thấm, mình úp mình để lâu. Mỏng thì úp nó mau hơn. Úp xong rồi nếu để ngoài một thời gian ngắn vài tiếng được, để nguyên ngày nguyên đêm, dù cho mình úp gia vị rồi nó vẫn có thể bị hư. Tốt hơn hết nên bỏ vào trong tủ lạnh, tủ lạnh mát. Trừ trường hợp mình muốn ăn thiệt, để dành thiệt lâu thì bỏ vô ngăn đá luôn, không sao cả. Mình đem ra tan đá vẫn như bình thường trở lại. Cái miếng sườn nó phải có cái độ thơm trong đó, nó phải có cái độ mặn và nó có độ ngọt. Nếu nói về thơm thì mình có những cái hương vị làm ra thơm. Có người không úp đồ tươi mà úp luôn ngũ vị hương, tức là trong đó ngũ vị, tức là năm vị nó có sẵn, úp lên xong là có thể chiên được rồi. Còn mình làm ngũ vị hương bằng cái hương vị sống mà mình làm. Thì bây giờ nói về cái độ thơm thì trong này mình có xả. Xả đó, tùy theo cái lượng mà thịt nhiều ít, mình có thể để xả nguyên đập dập mình ngâm, hoặc ít thì mình có thể, xin lỗi, nghiền xả ra để mà cho nó ra nước. Rồi mình lấy cái xác nó bỏ đi, chỉ lấy cái nước thôi nha. Đó, đó là trường hợp mình ngâm nhiều. Còn ít đó là mình cho xả lên luôn, không sao cả. Xả thiệt mịn thì khi nướng nó cháy hết à. Hoặc là khi mình ngâm nó ra nước, nó cái thai xả nó rớt ra. Nói chung úp trong đó có xả. Củ hành hương đập vô. Có tỏi. Cái đầu hành lá. Hành lá, cái đầu hành lá. Hành hương, đầu hành lá. Cái hành lá xanh không cần. Tại vì cái thơm là nghe cái đầu đó. Vậy thôi. Là mình đủ những cái để mà làm thơm cái miếng thịt. Tỏi. Trong đó có tiêu nữa. Tiêu nữa nha. Tiêu. Rồi. Mỗi một thứ một ít nếu mình muốn. Rồi nói về độ ngọt thì nó có hai cái để có thể sử dụng được, đó là đường và mật ong. Đường thì xài đường cát cũng được, xài đường thẻ, đường chải được, đường thốt nốt được. Còn mật ong thì đương nhiên, mật ong thì nó cũng có nhiều loại, nhưng mật ong nó cũng giống nhau là mật ngọt thôi. Rồi còn đó là độ ngọt, độ thơm. Bây giờ cái độ mặn của nó. Mặn thì trong này mình có thể bỏ dùng một chút xíu muối. Ít thôi, nhiều quá nó cứng. Một miếng ít nước mắm cho nó thơm cái mùi nước mắm. Nhưng mà ngộ lắm, lại có thêm xì dầu trong đó. À, nó đều hoài, quê. Có người không thích nước mắm xì dầu không, có người thích xì dầu không, không được mắm, hoặc là mình cho cả hai vô cũng được. Thêm một miếng dầu hào, oyster sauce, cái dầu hào. Dầu hào trong đó nó đậm đà, nó thơm ngon lắm. Và thích thì để thêm dầu mè. Đó, như vậy đó các bạn thấy. Tất cả những hương vị đó, tùy theo mình thích cái nào mà nhiều ít một chút, nó quyện vào nhau và mình cho thịt vào mình úp. Úp nhiều, úp lâu, úp ngắn, tùy như thế nào cũng được. Rồi thì đem ra đó, mình bỏ đổ hết cái nước mà úp nó ra rồi. Trong đó có nước thịt thì còn lại cái miếng thịt nó khô như thế này là đã úp xong rồi, là mình dùng được rồi đó. Các bạn thấy không? Bây giờ mình nhìn chỉ thấy tiêu với chấm chấm như là củ hành hay những cái lặt vặt mà nó nát ra thôi. Miếng thịt nó thơm theo ý mình muốn. Riêng dịch thảo thì tôi lại ăn khác. Cái này làm là cho mọi người coi ăn theo cái kiểu của mình làm ăn cơm tấm
ăn bì chả sườn nướng đại khái vậy. Ăn miếng nước tiếp. Giờ này giờ tám với nhau mà, phải không? Tôi có giao kèo rồi, ai bận thì đi trước, đừng coi. Cơm cháy mỡ hành ngon quá. Nhớ mỡ hành ngăn chế thêm, để miếng hành hương trong đó. À, có một cái mà rất quan trọng luôn. Cái dầu mè nó cũng là dầu. Nếu không dùng dầu mè thì trong cái thịt úp của mình nên để vào trong đó dầu ăn. Để cho các miếng thịt nó thấm đều hết dầu ăn. Đó là cái bí quyết luôn. Để cho miếng thịt nó mềm xuống. Nha. Nó không có bị khô. Bắp tay luôn. Ngon quá. Ngon nhất là cái gần mà cái gần cái sườn đó, có mỡ. Có mỡ mới ngon. Cơm cháy mỡ hành. Các bạn tưởng tượng nha, nguyên một cái dĩa cơm tấm bì chả sườn nướng này đem để, trời ơi ăn. Lúc đó không ăn với xì dầu, mà ăn với mắm tỏi ớt, chua chua ngọt ngọt cay cay, nước mắm củ kiệu luôn. Quá lạ. Giờ Thảo sẽ nói cách cho Thảo úp. Đối với Dược Thảo á, ăn rất là đơn giản và rất là mau. Muối tỏi. Ô xin lỗi. Không có hành, không có đường, mà cũng không có bột ngọt, mà không có xì dầu, nước mắm gì trong này hết. Muối tỏi. Mà khi muối tỏi đó, cái miếng thịt mà để ra, rắc muối tỏi lên làm mình có thể chiên ăn liền. Không cần phải chờ lâu. Nó mau lắm. Nếu mình thích ăn mặn hơn thì độ muối nhiều hơn, tỏi nhiều hơn. Còn ít đây, cái muối tỏi Dược Thảo dùng là cái loại này. Đây là chai lớn nè. Đây là chai nhỏ. Các bạn coi nha. Rắc nè. Đó, vậy đó. Trong đó nó có muối tỏi nó văng ra, vậy thôi. Nó làm sẵn cho mình rồi. Cái này đó để chiên với lại cái tai gà, cánh gà đồ được hết. Thì khi cái muối tỏi này nó làm sẵn trong đó tỏi và muối thôi, mặn và thơm. Mình rắc lên miếng thịt bên này bên kia xong rồi là có thể thả vô chảo dầu chiên liền. Hoặc có thể để lên nướng liền. Và ăn nó mặn, đậm đà, thơm ngon. Còn các bạn hỏi mua ở đâu? Đi ra các tiệm Mỹ, tiệm Việt, tiệm gì, supermarket đều có bán cái muối tỏi hết. Nó gọi là garlic salt. Garlic là tỏi, son là muối. Hỏi hiệu gì? Dược Thảo không dám nói. Có bạn vô trách Dược Thảo nói làm gì dữ vậy? Nói cái hiệu cũng không được, nó làm gì dữ, quan trọng quá vấn đề. Ai mà thưa kiện, xin lỗi. Các bạn có thể nói cái hiệu các bạn đăng lên, không ai để ý, không ai nói, nhưng Dược Thảo không được. Cái thứ nhất, nếu mà nó không muốn, nó kêu YouTube shut down cái kênh YouTube của Dược Thảo nếu Dược Thảo không gỡ xuống. Cái điều đầu tiên, thiệt hại đầu tiên là mình phải gỡ cái bài mình xuống, cái video mình xuống. Nếu mình cãi, nó shut down luôn cái kênh YouTube của mình. Và nó có thể thưa mình ra tòa. Thì lúc đó Dược Thảo bồi thường, chứ bạn đâu có bồi thường đâu. Mà bạn trách Dược Thảo, nói đại ra đi, ai làm gì dữ vậy? Dạ không được. Nếu tôi nói đại mà nó su tôi mà bạn đền á, bồi thường á, thì tôi cũng chưa chắc dám nói nữa, vì cái danh dự của mình. Xin lỗi, nói cái này thì nó hơi nó kỳ không? Cái người nổi tiếng khác, còn không nổi tiếng khác. Cái người nổi tiếng người ta dịnh vào đó, người ta không chấp nhận. Cũng như nó ngộ lắm, người nổi tiếng đi ngoài đường bị chửi được nha. Nhưng mà bạn không nổi tiếng, ra ngoài đường người ta chửi bạn, bạn có thể thương người ta. Thấy ông Tổng thống Donald Trump không? Ui cha, người ta chửi, người ta nói xấu ổng mà không thương kiện gì được hết. Tại ổng là Tổng thống, là người nổi tiếng. Nhưng một người dân bình thường thôi, chửi nó xu mình tới bến luôn, thưa mình tới bến luôn. Như Dược Thảo ra đường các bạn có thể chửi Dược Thảo không làm gì được hết. Tại ai biểu làm người nổi tiếng gì? Cho nên cái này mà nếu Dược Thảo nói hiệu gì này kia nó giống như quảng cáo. Mà những người quảng cáo cái này hay những cái thương hiệu này không chấp nhận là mình bị thương. Đây lần này tôi xác nhận rất rõ. Cho nên các bạn ơi, có nhiều bạn không hiểu.
mà nói không chịu nghe, cãi bướng, cứ cho rằng mình hiểu biết rồi giải đời lại nữa. Bữa nay tôi nói rất rõ, hơi nặng tiếng nha, xin lỗi tôi nói nặng, để cho các bạn đó hiểu, không có phải như tầm thường như bạn nghĩ đâu. Nếu chỉ được tôi chỉ, có cái gì đâu giấu giếm, bây giờ tôi nói tới mức này là chỉ được gì nữa. Nó gọi là garlic salt, đi ra ngoài tiệm mua có hết, đơn giản vậy. Nhưng mà cái đó là bình thường. Còn bây giờ tôi nói, à quý vị ơi, các bạn ơi, cái này hiệu này, hiệu này, hiệu này là cái đó thuộc về quảng cáo, không được nha. Xin cảm ơn. Đó, Trà Dư Tu Hậu là nói để cho những cái người thiếu hiểu biết nâng cấp lên, để có trình độ, có kiến thức hiểu biết thêm. Chứ không thôi các bạn vô, các bạn cứ làm cha làm mẹ anh ta dạy đời hoài, khổ vậy đó. Có nhiều người vô dạy tôi đủ thứ hết trơn mà không biết mà dạy nữa, mà nói không nghe. Ui cha, bữa nay tôi nói có nặng không vậy trời. Rồi ăn cơm tiếp nha, xin lỗi. Đó là cách muối của Diệt Thảo. Là cái miếng thịt này nè, tôi không ướp gì cả, tôi chỉ lấy cái garlic salt này tôi rắc lên xong rồi đó là thảy lên, chiên hay nướng gì cũng được hết. Rồi các bạn làm thử coi ngon. Trong trường hợp mình không có cái garlic salt mà người ta bán sẵn, dễ lắm, ở nhà lấy tỏi đập dập ra, bầm nát ra, rồi muối trộn vô, xong xuôi bỏ vô microwave, tức là máy vi sóng, hay là bỏ vô chảo xào sơ sơ cho nó khô, đừng có làm quá nó chín là nó khô lại rồi, cái đó trở thành muối tỏi đó. Các bạn có thể ướp rất dễ dàng nha. Rồi xin cảm ơn vậy nha các bạn nha. Thôi được rồi, ăn tới đây được rồi. Cái miếng thịt nó đậm đà, nó ngon trong miệng luôn. Các bạn thấy cắt mỏng mà không mỏng dính không, như vậy nó thịt nó thấm luôn, còn dày quá nó không thấm bằng. Trời ơi, tôi ăn hết miếng cơm cháy của tôi rồi. Ngon. Có một điều rất quan trọng là các bạn nhìn cái chảo không? Thấy nó đen không? Đó là vỏ đường với mật ong mà nó tạo nên như vậy đó. Cho nên nếu thật sự các bạn mà không có thích cái vị nó ngọt lắm á, đừng để được. Nếu mà nướng ở trên lò để đường được, tại vì nó nhiễu xuống dưới không sao. Còn nếu các bạn chiên hay là nướng trên chảo giống thế này, đừng để đường, hoặc để ít thôi, nhiều nó bị cái đường nó làm cho khét nha. Đơn giản chỉ có vậy. Rồi còn một cái bí quyết nữa là các bạn dùng có thể nước sữa tươi. Nước sữa tươi để vô nó cũng có cái vị ngọt, mà nước sữa tươi làm cho cái miếng thịt nó mềm nha, béo. Rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe cũng như đã theo dõi bữa ăn ngày hôm nay. Một cái xin lỗi nữa là tôi không thể ăn bữa ăn hôm nay với cơm tấm bị chả sườn nướng thịt nướng như là chúng ta thường ăn. Trong hoàn cảnh đại dịch bây giờ không đi đâu nhúc nhích gì được hết nè. Bữa nay không có dưa chua được, mà không làm dưa chua được, không mua cái gì được hết. Thì cái sườn này tôi đã ướp sẵn lại, mình chiên mình nướng lên để ăn miếng cơm cháy qua cái bữa ăn, và qua bữa ăn này thâu hình lại để cho mọi người coi, để các bạn thèm với Diệt Thảo nha. Rồi cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bữa ăn khác. Thank you and I love you.